dừng, đỗ xe ngay trước biển cấm đỗ xe, đón trả học sinh ở bất cứ đâu có thể, khiến tình hình giao thông tại khu vực trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và trường trung học phổ thông Monolosop thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang trở nên hỗn loạn vào thời điểm học sinh tới lớp và tan học. Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh khu vực đường phố bao quanh hai trường học trên đều đã được cắm biển báo giao thông, thông báo khu vực cấm đỗ xe. Thế nhưng tại đây, hầu hết tài xế của những chiếc xe này dường như không thèm để ý tới những tấm biển đó. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng tắc đường tại khu vực này. Mỗi khi học sinh của hai ngôi trường trên tan học, nhiều người dân cảm thấy khó chịu khi phải tham gia giao thông trên đoạn đường này. Việc các lái xe dừng đỗ xe trái quy định của pháp luật để đưa đón học sinh tại đây thì đã quá rõ ràng. Thế nhưng lực lượng chức năng sở tại thì lại không biết, không thể xử lý được tình trạng này. Bởi lẽ, theo ghi nhận của phóng viên, mỗi ngày có hàng chục lượt xe dừng đỗ trái phép tại đây. Nhưng theo thiếu tá Đinh Văn Thanh, trưởng công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, trong tuần vừa rồi mới chỉ xử lý được 6 xe dừng đỗ sai quy định. Chưa dừng lại ở đó, ông Ngô Trọng Nghĩa, nhân viên phụ trách quản lý xe của trường trung học phổ thông Monolosop cho biết, việc hàng loạt ô tô dừng đón trả học sinh của trường là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Việc hàng chục chiếc xe ô tô dừng đỗ trái phép tại đường Trần Văn Cẩn và khu vực xung quanh gây ách tắc giao thông đã được đại diện công an phường Mỹ Đình 2 khẳng định là hoàn toàn đúng sự thật. Tuy nhiên, việc xử lý dứt điểm được tình trạng này thì công an phường Mỹ Đình 2 lại không thể làm được. Ngoài ra, câu trả lời chắc như đinh đóng cột của người đại diện trường trung học phổ thông Monolosop với cơ quan báo chí thì những chiếc xe này dừng đỗ đúng quy định lại là một điều không thể chấp nhận được, bởi đây là một đơn vị có trách nhiệm giáo dục những em học sinh trở thành người có ích cho xã hội, trở thành người ngay thẳng chứ không phải trở thành những kẻ nói dối, coi thường pháp luật.